ngày 18 tháng 3, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh hai chiếc xe buýt rượt đuổi chèn ép nhau trên đường ở thành phố Vinh, Nghệ An gây bức xúc dư luận. Được biết, hai chiếc xe buýt của hãng Khanh Quỳnh và Thạch Thành khi đi trên đường Trần Phú thì rượt đuổi, chạy lạng lách để chèn ép nhau trên đường. Cụ thể, chiếc xe buýt hãng Khanh Quỳnh mang biển kiểm soát 37B01701 chạy tuyến Vinh Đô Lương đã chạy trước chèn ép chiếc xe buýt chạy cùng chiều của hãng Thạch Thành mang biển kiểm soát 37B01480. Có những thời điểm, hai chiếc xe buýt dừng hẳn, ngén ngang đường khiến các phương tiện khác không thể lưu thông. Sau đó, hai chiếc xe này tiếp tục chạy tốc độ cao, rượt đuổi, chèn ép nhau dù lúc này các phương tiện lưu thông trên đường rất đông. Được biết, sau khi hai chiếc xe buýt này chạy chèn ép nhau được một đoạn, thì lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Vinh đã lập tức có mặt, dừng cả hai phương tiện lại, đồng thời đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra xử lý. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc hai xe chèn ép nhau được cho là tài xế xe buýt Khanh Quỳnh cho rằng xe buýt Thạch Thành đã va quệt vào gương xe này khi vào đón trả khách tại điểm đón bệnh viện đa khoa thành phố Vinh. Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Văn Cẩm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Khanh Quỳnh cho biết, hiện phía công ty đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với tài xế Đặng Minh A, 37 tuổi. Ông Cẩm cho biết, hiện sự việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ. Chắc chắn tài xế trên sẽ bị xử lý hình thức cao nhất là thanh lý hợp đồng. Hiện tại, hai chiếc xe buýt này đang được tạm giữ tại đội cảnh sát giao thông công an thành phố Vinh để phục vụ công tác điều tra xử lý. Được biết, sự việc diễn ra trong khoảng 20 phút khiến người đi đường sợ hãi. Khi đoạn video xuất hiện trên mạng, nhiều người tỏ ra bất bình về hành động này của các tài xế xe buýt đã coi thường tính mạng hành khách trên xe cũng như người đi đường.